Con muốn hỏi thầy có phải mỗi con người đều có một số phận của riêng mình đã được định sẵn phải không ạ? Con thấy nhiều người tin vào điều đó và việc gì cũng đổ tại số phận. Suy nghĩ như vậy có đúng không ạ? Chúng ta rằng con người ta sinh ra ở trên đời thì như các cụ chúng ta ngày xưa thường hay nói là gì? Mỗi người sinh ra đều có số phận cả. Thì số phận ở đây là như thế nào? Ví dụ như là ở trong đạo Phật chúng ta nói số phận ở đây là không phải do một vị thần linh nào, một vị thánh nào, hay là thậm chí là gì? Không phải một vị Phật nào là người tạo nên cái số phận của chúng ta, mà lại do gì? Do chính chúng ta tạo nên số phận của chúng ta. Chúng ta biết là có một số tôn giáo ở trên thế giới họ cho rằng con người ta ở trên đời này sinh ra nghèo vui hay sướng khổ vân vân đó, thọ mạng hay chết yểu, bệnh tật hay khỏe mạnh, an vui hạnh phúc hay là khổ đau cùng cực vân vân đó, đều do gì? Do đấng sáng tạo tạo thành. Đấy là một số quan điểm của một số các tôn giáo. Nhưng đạo Phật của chúng ta nói rằng cái số phận đó là do chính bản thân mình tạo nên, giống như cái nhân mà chúng ta gieo ở đời này sẽ là cái quả sẽ có ở đời sau, hoặc cái nhân chúng ta gieo ở đời trước sẽ có cái quả ở đời này. Thì đấy là gì? Cái số phận ấy là chính gì? Chính bản thân mình định đoạt, bản thân mình gieo trồng, bản thân mình gì? Gieo sẵn. Nói đúng hơn là chính bản thân mình gieo sẵn. Ví dụ như đời trước kiếp trước mình bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc làm việc thiện, thì đời này định sẵn cho ta một tấm thân gì? Một tấm thân sinh ra làm con trai thì tướng hảo, trang nghiêm đẹp đẽ, thông minh trí tuệ giỏi giang, khỏe mạnh, rồi lại được thọ mạng vân vân. Là con gái thì như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn thứ 25, Đức Phật nói làm con gái thì tướng mạo đoan trang, nết na thùy mị. Vì sao? Vì đều do trước kia đã trồng cái thiện căn phúc đức rất là nhiều vậy đó. Đó cái định định sẵn ở đó là gì? Là do chúng ta tạo à, chứ còn ở đây không phải là gì? Định sẵn là do một vị thần linh nào, một vị chúa tể nào có thể định đoạt sẵn cho chúng ta đó. Nếu chúng ta là một người đệ tử Phật, là một người con Phật, dù xuất gia hay tại gia mà chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta rất dễ bị nhầm lẫn, rất dễ bị gì? Bị tin vào cái sự hiểu lầm của người đời. Họ nói con người ta sinh ra có số phận rồi, ôi rồi thường họ nói ôi giời ơi sẽ số phận hết rồi mà có gì, có mong muốn thoát ra có mong muốn thoát khỏi cũng chẳng thể được vân vân, kiểu như thế. Hay nói là gì? Ôi giời vất vả mà làm gì, số phận đã an bài rồi, khổ cực mà làm gì, chịu khó mà làm gì, số phận đã an bài rồi, vân vân và vân vân. Như thế thì không đúng với tinh thần của Phật giáo. Cho nên là một Phật tử chúng ta phải hiểu rõ được cái từ số phận của mỗi cá nhân, mỗi con người của chúng ta hiện hữu ở trên cuộc đời này đều có cái sự gì? Tất nhiên có cái sự định đoạt sẵn, nhưng mà cái sự định đoạt đó là chính do chúng ta định đoạt, chứ không phải do một đấng thần linh hay một vị Phật, vị Bồ Tát, vị Thánh hiền nào ở trên cõi đời nào định đoạt cho chúng ta. Cho nên số phận đấy có thay đổi được không? Khi được định đoạt sẵn rồi có thay đổi được không? Có. Số phận định đoạt sẵn rồi nhưng chúng ta vẫn có thể gì? Thay đổi được ngay tại cuộc đời này. Đó. Ví dụ như là câu chuyện của các vị đọc thấy cái câu chuyện
có một vị quan ở bên Trung Quốc ngày xưa đó, trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nó có nói về một cái vị quan người Trung Quốc nói rằng từ khi mà sinh ra lớn lên một chút thì ông được một cái ông thầy tướng số chiêm tinh học xem cho ông và nói với ông này, nói với ông đúng từng gì, đúng từng ly từng tí luôn. Đó là ông Vương Liễu Phàm. Nói ông đúng từng ly từng tí và nói là nói đến năm 53 tuổi thì ông chết. Nói là ông làm quan năm bao nhiêu tuổi thì đỗ quan gì, bao nhiêu tuổi tuổi thì đỗ quan gì và khi lên làm quan thì được bao nhiêu tiền lương, được bao nhiêu gì, đấu bao nhiêu thạch thóc thạch gạo đó, vân vân đó. À, ngày xưa đi làm quan thì nhận cái quan huyện quan phủ thì nhận lương thì bằng bao nhiêu đấu thóc hoặc là bao nhiêu ruộng bao nhiêu hộ dân vua ban cho đó để lấy cái mình cứ gọi nôm na như là cái thuế sưu thuế của những hộ dân đó, những cái mẫu ruộng đó cho dân cấy cày xong lại để thu thuế thu sưu thu thuế ở trên đó và bổng lộc ở trên đó. Cái vị chiêm tinh thầy tướng số kia nói với ông Vương Liễu Phàm đúng đấy, đúng đến 53 tuổi là đúng đến gì, đúng đến 99,9,9% và nói rằng ông thì không có con và ông ấy sống bẵng đi một thời gian làm quan thi đỗ quan rồi làm quan huyện rồi lên chi phủ vân vân đấy, thì nhưng mà đùng một cái thì ông thấy là đến năm đó là đúng đến năm 53 tuổi thì nghĩ lại tất cả những cái lời của ông thầy tướng số tiên tri đoán cho ông ấy đúng không có sai một tí nào và năm nay cũng là năm gì ông 53 tuổi và ông ấy thấy là vậy thì cái số phận của mình sắp hết rồi, chỉ còn tính bằng tháng bằng ngày nữa thôi, không còn kéo dài là bao nữa cả, cho nên ông mới chán, ông mới bỏ quan, bỏ việc quan ông đi. Ông đi chu du vài bữa thì ông đến một ngôi chùa gặp một vị hòa thượng. Hòa thượng nó đang ngồi thiền thì ông cũng vào ông lễ Phật sau ông ngồi thiền. Đó. Hai vị ngồi thiền 3 ngày 3 đêm. Không ai đứng dậy cũng không ai nói với ai một lời. Thì sau hết 3 ngày 3 đêm thì cái vị thiền sư kia mới nói với ông Vương Liễu Phàm là chẳng hay là đại nhân từ phương nào đến, Bồ Tát từ phương nào đến. Vương Liễu Phàm mới nói rằng bạch hòa thượng, con cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là đại nhân, con chỉ là phải là một phàm phu thôi, vân vân. Nói chuyện qua chuyện lại với nhau thì vị hòa thượng mới biết được rằng ông như thế như thế, kể lại câu chuyện vắn tắt cho hòa thượng nghe. Hòa thượng mới nói rằng là vậy mà ta cứ tưởng ông là một vị Bồ Tát, một vị thượng nhân ở nơi nào đến, hóa ra chẳng qua ông chỉ cũng chỉ là một gì phàm phu tục tử sợ chết mà thôi. Xong rồi sau đó thì vị kia, vị quan kia, vị Vương Liễu Phàm kia mới tỉnh ngộ và đảnh lễ với chân hòa thượng xin cầu học Phật pháp, hỏi rằng có học Phật pháp có thể thay đổi được số phận của mình không. Vị hòa thượng kia bảo rằng có, giáo lý của Đức Phật gì dạy con người ta có thể thay đổi số phận, tuy số phận đã an bài rồi, từ trước đến nay số phận của ông đã an bài cho ông đến 99,9,9,9% rồi, nhưng chỉ còn có một cái phần trăm rất rất nhỏ kia ông có thể thay đổi được nếu như ông gì ông phát nguyện mỗi ngày làm được gì hàng trăm việc thiện, hàng nghìn việc thiện, làm được hàng vạn việc thiện đấy, thì ông sẽ có thể gì thay đổi được cái số phận của ông. Và Vương Liễu Phàm về bắt đầu lại phát phát nguyện làm việc thiện, khởi tâm thiện, nói lời thiện và hành động thiện. Đó. Mỗi khi làm được một cái việc thiện ông đều ghi vào cái quyển sổ tay đó, để ghi nhớ. Mỗi khi khởi lên cái niệm ác ông cũng ghi vào quyển sổ tay để gì? Để ghi nhớ. Ác á, thì khởi tâm trừ bỏ, thiện á, thì phát nguyện để làm cho tăng trưởng, ngày một tăng trưởng cái việc làm thiện, niệm thiện và lời nói thiện nhiều hơn. Và dần dần á, đi qua 53 tuổi thì mà ông vẫn không chết, rồi ông lại sang làm quan trở lại và thậm chí là còn làm quan to hơn,
Trước đây ông thầy nói là quan ông chức làm quan của ông đến đó là hết và là chết. Nhưng lần này thì 53 tuổi không chết, rồi lại làm quan to hơn. Trước đây ông thầy bói nói là ông không số của ông không có con. Thì cuối cùng tới đi, 1-2 năm sau ông thì sinh một đứa con trai. Đó. Cho nên ở trong nhà Phật thì nói là chỉ có giáo lý của Đức Phật tuyên thuyết cho chúng sinh ở trên cuộc đời này mới là gì? Mới là một cái con đường chân chính nhất, đúng đắn nhất, dạy con người ta có thể gì? Phá mê, khai ngộ, phản bản, hoàn nguyên. Cho nên đây là một cái nền giáo dục tối ưu, tối thượng và tối thắng, khiến cho chúng sinh từ chỗ mê lầm, chấp trược có thể đi đến chỗ gì? Giải thoát, giác ngộ và có thể cứu độ chúng sinh, viên mãn hạnh nguyện và thành Phật như là mười phương các Đức Phật. Đó, cho nên ở đây thì Phật tử hỏi rằng con người ta mỗi người có một cái số phận đã được định đoạt sẵn có phải không ạ? Thì thầy cũng xin trả lời là gì? Có số phận định đoạt sẵn, nhưng mà là không phải do một vị thần linh hay một vị chúa tể nào định đoạt cho chúng ta, mà chính chúng ta định đoạt cho chúng ta. Khi chúng ta có mặt xuất hiện ở trên cuộc đời này, ra khỏi gì? Lòng mẹ xuất hiện ở trên cuộc đời này chính là gì? Số phận đã định đoạt sẵn cho chúng ta rồi. Nhưng định như thế nào và đoạt ra làm sao, đó chính là gì? Do bản thân của mỗi chúng ta tạo nên vậy. Và định đoạt rồi chúng ta vẫn có thể thay đổi được, như là câu chuyện tôi vừa kể, đó là cư sĩ Vương Liễu Phàm kia. Và rất rất nhiều những trường hợp, những số phận chuyển từ bi thương thành gì? Thành an lạc và hạnh phúc. Lại có những số phận chuyển từ an lạc hạnh phúc thành bi thương. Tất cả đều do con người chúng ta tự mình định đoạt và tự mình chuyển hóa nó, hoặc tự mình gì? Dẫn nó vào nơi đọa xứ khổ đau vậy. Cho nên ở đây Phật tử nói là có nhiều người tin vào điều đó và đổ tại cho gì? Cho số phận. Thì thôi, người ở thế gian họ tin điều đó, họ đổ cho họ thì đổ cho số phận thì kệ họ đi. Điều quan trọng là gì? Chúng ta là người học Phật, chúng ta gì? Chúng ta đừng có gì? Có đổ cho số phận mà quên đi gieo trồng cái nhân lành, tích phúc cải mệnh để thay đổi cái gì? Cái vận mệnh của mình, đổi từ vận mệnh gì? Xấu ác thành vận mệnh tốt đẹp ở trong cuộc sống này cũng như vậy, trong cuộc sống tương lai kế tiếp mãi mãi về sau. Chúng ta đều có thể làm được điều đó. Nếu là một Phật tử, chúng ta học, hiểu và làm được điều đó thì mới chính là người quan Phật chân chính.